Thưa quý vị, thưa các bạn, năng lượng tái tạo đang được xem là giải pháp và xu hướng tất yếu của ngành năng lượng hiện nay trên thế giới. Ngày nay, các nguồn nhiên liệu hóa thạch như là than đá, dầu mỏ ngày càng trở nên khan hiếm, buộc các quốc gia, trong đó có Việt Nam phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành năng lượng theo hướng sạch, bền vững, bảo vệ môi trường. Theo nhận định của giới chuyên gia, Việt Nam là quốc gia hội tụ những đặc điểm địa lý, khí hậu lý tưởng cho việc sản xuất các loại năng lượng tái tạo. Với đường biển dài, thời tiết của khu vực nhiệt đới, nhận được lượng nhiệt mặt trời tương đối lớn là một trong những tiềm năng rất lớn để Việt Nam xây dựng và phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Việt Nam cũng đang trong quá trình chuyển đổi đa dạng nguồn năng lượng, khai thác hiệu quả tiềm năng và phát triển năng lượng tái tạo để tạo sức cạnh tranh cho cả nền kinh tế. Trong lĩnh vực xuất khẩu, gần đây, các nhà nhập khẩu châu Âu cũng đã đưa ra những yêu cầu bắt buộc về môi trường đối với các đơn hàng. Trước đòi hỏi này, các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam đang trong bước chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Đặc biệt, với ngành dệt may, các doanh nghiệp đang rất nỗ lực để thực hiện xanh hóa bằng việc sử dụng năng lượng tái tạo, tạo ra chứng chỉ xanh cho hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Việc áp dụng các năng lượng tái tạo và năng lượng áp mái thì nó sẽ giúp chúng ta dễ tìm kiếm được khách hàng hơn. Tại vì chúng ta thấy rằng là xu hướng khách hàng bây giờ họ yêu cầu cái đó hết. Cho nên nếu như giả sử có hai cái nhà máy, một cái nhà máy sử dụng năng lượng tái tạo và một nhà máy sử dụng điện lưới bình thường, thì chắc chắn rằng là khách hàng họ sẽ thích là lựa chọn cái nhà máy có năng lượng tái tạo hơn. Đó là cái mà vấn đề chúng ta đáp ứng khách hàng. Cái thứ hai nữa là vấn đề về chi phí, nó cũng sẽ được giảm hơn so với lại là chúng ta sử dụng bằng cái điện lưới. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái yếu tố mà các cái doanh nghiệp họ sử dụng cái năng lượng tái tạo để mà trong cái nhà máy của họ. Nhận thấy tầm quan trọng hàng đầu của phát triển năng lượng tái tạo, chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích phát triển nguồn năng lượng này. Bộ Công Thương đã có quyết định 2023/QĐ-BCT phê duyệt chương trình phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam giai đoạn 2019-2025 cùng nhiều thông tư hướng dẫn các chương trình kế hoạch triển khai thực hiện nhằm phát triển năng lượng tái tạo. Chính phủ đã có những chính sách rất là rõ ràng rồi. Gần nhất là có nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên. Thì chúng ta phải bám vào các cái mục tiêu, giải pháp để địa phương phải xây dựng một cái nghị quyết cũng như là một kế hoạch rất là cụ thể, bám vào các cái trụ cột tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn. Đơn cử là năng lượng tái tạo là một trong những cái trụ cột. Địa phương Đắk Lắk thì cũng như các địa phương của Tây Nguyên là có một cái lợi thế như thế để mà phát triển thì phải phát huy cái lợi thế, bởi vì là chúng ta hiểu rằng là có lợi thế, có tiềm năng thì chúng ta phải phát huy. Đã xác định được địa bàn có lợi thế rồi thì vấn đề là phải sẵn sàng. Khi kế hoạch ban hành ra, các bộ ngành hướng dẫn thì địa phương sẽ phát huy được cái tiềm năng này và góp phần cái phát triển tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 500/QĐ-TTG phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, coi phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới là cơ hội để phát triển tổng thể hệ sinh thái công nghiệp năng lượng. Do vậy, có thể nói, nếu khai thác tối đa tiềm năng về năng lượng tái tạo sẽ giúp chúng ta chủ động về nguồn năng lượng, giảm lệ thuộc vào thế giới, tăng cường an ninh năng lượng, trở thành động lực mới phát triển kinh tế xã hội, giúp đạt mục tiêu phát triển bền vững của đất nước và cải thiện được môi trường, khí hậu, bảo vệ sức khỏe người dân về lâu dài.